Tiếp nối thành công của các năm trước, tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023 với chủ đề The Magical Taste of Vietnam, Hương vị phương Nam do Bộ Công Thương phối hợp với tập đoàn Central Retail tổ chức đã trở thành sự kiện xúc tiến thương mại thường niên. Tuần hàng lần này tập trung vào quảng bá văn hóa, du lịch và các đặc sản vùng miền đến từ vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, sản phẩm ô cốp của các tỉnh, thành khắp cả nước. Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023 được tổ chức tại Central World, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới, đã mở ra cơ hội kinh doanh cho gần 100 doanh nghiệp Việt Nam tham gia kết nối giao thương với các hệ thống phân phối bán lẻ tại Thái Lan, cũng như gặp gỡ trực tiếp các doanh nhân và khách hàng để tìm kiếm các cơ hội hợp tác thương mại đầu tư. Chúng ta nên kích cầu về vấn đề bán lẻ, thì từ từ thị trường nó sôi động lên, thì doanh nghiệp mới có điều kiện để xuất khẩu được. Chính vì lý do đó, thì chúng tôi cũng rất là mong muốn những cái nhà, những cơ quan chức năng, những nhà bán lẻ chuyên nghiệp cho chúng tôi được cái cơ hội cọ sát, cũng như là cho chúng tôi được cái những cái tư duy đổi mới và đồng thời cách làm mới để chúng tôi biết hiểu và vận hành nó một cách chân tru và đưa cái sản phẩm mình nâng tầm cao mới để rồi và hòa nhập vào cái thị trường bán lẻ của thế giới. Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra hoạt động kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Thái Lan do Bộ Công Thương tổ chức. Tại đây, các doanh nghiệp hai bên có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, trao đổi các mảng kinh doanh đa dạng từ thực phẩm, đồ gia dụng, nội thất. Chúng tôi vào Việt Nam 11 năm rồi. Chúng tôi cũng có một cái tầm nhìn rõ là phải đi chung nhau, phát triển chung nhau với xã hội Việt Nam, với doanh nghiệp Việt Nam, với sản phẩm Việt Nam nữa. Đó như làm sao là cái vai trò của tôi đó là sẽ giúp doanh nghiệp hiểu nghề siêu thị. Rồi từ đó hiểu nghề siêu thị đó là mình cũng sẽ giúp để đi xuất khẩu. Đó một điều sau bữa nay mình tổ chức một cái business matching rất là lớn để cho 96 doanh nghiệp mà vào Thái Lan chúng tôi đó gặp người thu mua của chúng tôi để tìm hiểu, để kể cái chuyện của sản phẩm Việt Nam cho người Thái để coi là mình có thể mình chế biến lại cái sản phẩm để hợp với cái thị trường Thái Lan của mình, với người tiêu dùng của mình Thái Lan. Thì đó là cái vai trò mà chúng tôi là đóng góp được, mình để giúp doanh nghiệp, giúp Việt Nam mình để phát triển sản phẩm mình, Việt Nam mình ra thế giới, là chúng tôi sẽ rất là happy. Thành công của chúng tôi ngày hôm nay đến từ sự hỗ trợ của Bộ Công Thương Việt Nam và tập đoàn Central Retail tại Việt Nam đã hỗ trợ cho chúng tôi có được cái buổi kết nối trực tiếp với các cái lãnh đạo của các cái đơn vị mua hàng của Central tại Thái. Bởi vì bình thường các doanh nghiệp phải tự tin và rất khó để gặp được các đơn vị như vậy. Thì chúng tôi đánh giá rằng chương trình này của Bộ Công Thương và Central Retail Việt Nam tổ chức rất là thành công. Chúng tôi thì hy vọng rằng là sau cái chương trình xúc tiến này thì chúng tôi sẽ đi trực tiếp vào cái hệ thống của siêu thị của Thái luôn. Và cũng đó là một cái điều mà chúng tôi phải dành rất là nhiều thời gian để nghiên cứu cũng như là tập trung cho cái chuyến đi này. Theo ban tổ chức, trong những năm gần đây, Việt Nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối nước ngoài, trong đó có Thái Lan. Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan là sự kiện thường niên quan trọng trong khuôn khổ hoạt động này. Bộ Công Thương thì cũng đã đưa ra những nội dung hết sức là cụ thể, những cái chiến lược xuất khẩu của Việt Nam sang các cái thị trường, trong đó thì có thị trường Thái Lan, thì một trong những cái điểm đầu tiên là phải những sản phẩm phải hướng tới cái xu thế, xu hướng và gần như là bắt buộc là phải hướng tới cái sản xuất xanh và xuất khẩu xanh. Đấy, và trong nhiều các cái kỳ triển lãm ở các nơi cũng như là cái kỳ tổ chức cái tuần lễ hàng Việt Nam ở tại Thái Lan thì chúng tôi cũng đã hướng tới. Nhưng mà đặc biệt mà cái lần thứ 7 là dự kiến là sẽ tổ chức vào sang năm 2024 thì sẽ chỉ chuyên các sản phẩm xanh, các sản phẩm hữu cơ và đảm bảo được vấn đề môi trường, thậm chí là về vấn đề lao động để chúng ta có thể giới thiệu những sản phẩm là theo đúng cái xu hướng hiện nay ở trên thế giới về xuất khẩu. Được tổ chức từ năm 2016 đến nay, sự kiện này đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tích cực vào tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và Thái Lan. Thông qua việc kết nối sẽ góp phần đưa kim ngạch song phương đạt khoảng 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, theo mục tiêu mà hai nước đề ra.